Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Lưu Phước. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2015, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiết trời trên cả nước được dự báo là sẽ thuận lợi cho các hoạt động trong đêm Trung Thu. Còn sau đó một tuần thì miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, có nơi trời chuyển rét. Đường ống nước sông Đà tại Hà Nội bị vỡ liên tiếp hai lần trong hai ngày vừa qua, khiến hàng chục nghìn hộ dân ở thủ đô lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh xuất hiện đang ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi thủy sản của tỉnh Khánh Hòa. Nghi phạm người nước ngoài bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hồi tháng trước đã thừa nhận đặt bom tại ngôi đền Erawan ở Bangkok và gây ra vụ nổ khiến 20 người thiệt mạng. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững nhằm chấm dứt đói nghèo và đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đúng như dự báo của cơ quan khí tượng mà Nhật ký Cuộc sống đã thông tin trong những ngày vừa qua, thì ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội thì đã có mưa rào vào ngày hôm nay. Mưa đã diễn ra rải rác từ sáng tới giữa chiều nay, khiến cho nhiều khu vực như được giải nhiệt sau hai ngày nắng nóng. Sau đợt mưa rải rác đó thì thời tiết miền Bắc vẫn được dự báo sẽ mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động trong dịp Tết Trung Thu đang diễn ra nhộn nhịp ở nhiều nơi. Đến sáng nay thì không khí lạnh đã đẩy khối mây to di chuyển từ Trung Quốc xuống, nhưng chủ yếu chỉ gây mưa ở khu vực vùng núi, còn đồng bằng và Hà Nội nằm ở rìa của khối mây đối lưu này nên ngày hôm nay trời nhiều mây và thời tiết oi nóng khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Trong ngày hôm nay thì Hà Nội duy trì nền nhiệt độ ban ngày chỉ còn 31 độ và đêm nay thì trời vẫn sẽ có mây nên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc ngắm trăng của các gia đình ở thủ đô. Ngày mai chính rằm ban ngày trời sẽ có nắng trở lại, nền nhiệt tăng nhẹ, thời tiết mát mẻ và trong đêm mai thì trời ít mây, việc ngắm chị Hằng thì sẽ thuận lợi hơn. Và cũng theo dự báo thì sau dịp Trung Thu khoảng một tuần thì miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới khiến cho nền nhiệt độ giảm từ 3 đến 5 độ C và có nơi thì trời chuyển rét. Chỉ trong hai ngày liên tiếp ngày hôm qua và hôm nay thì đường ống nước sông Đà tại Hà Nội đã bị vỡ đến hai lần. Như vậy là công trình được coi là huyết mạch về nước sạch cung cấp cho khoảng 70.000 hộ dân ở thủ đô thì đã bị vỡ đến lần thứ 15. Theo Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 26 tháng 9, trong quá trình kiểm tra, nhân viên công ty phát hiện đường ống nước sạch bị vỡ tại km số 26+450, đoạn qua huyện Thạch Thất, khiến nước phun lên mặt đường. Sự việc đã khiến hơn 70.000 hộ dân thủ đô bị ngừng cấp nước. Công ty Vinaconex phải dừng bơm nước và huy động máy móc công nhân tới hiện trường khắc phục. Dự kiến chiều nay công ty sẽ sửa xong và cấp nước sạch trở lại cho hơn 70.000 hộ dân. Đây là lần thứ 15 đường ống nước sông Đà gặp sự cố. Chưa đầy 24 giờ trước đó, vào sáng ngày 25 tháng 9, đơn vị thi công thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 trong quá trình làm hầm chui nút giao Trung Hòa đã va chạm phải đường ống dẫn nước, tạo ra một vết nứt vỡ rộng khoảng 20cm. Để giải quyết nhanh tình trạng này, trước đó thành phố Hà Nội đã yêu cầu chủ đầu tư xây dựng đường ống nước sạch số 2 trước mắt làm 10 km đường ống chạy qua vùng đất yếu, thường xuyên bị vỡ. Trong 9 tháng, nếu chủ đầu tư không khởi công, thành phố Hà Nội sẽ đứng ra làm. Liên quan đến dự án xây dựng trung tâm thương mại có chiều cao vượt trội ở trên phố Lê Trực, có ảnh hưởng đến không gian của khu trung tâm Ba Đình và đặc biệt là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, kiểm tra và có báo cáo gấp việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch và kiến trúc đầu tư của dự án này. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC14 trong chiều ngày hôm nay, thì công trình này vẫn hoạt động bình thường và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo đó, trung tâm thương mại này đã xây dựng xong phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo quan sát thực tế thì công trình này cao hơn hẳn và lấn át toàn bộ không gian khu vực Lăng Bác và cao hơn tất cả công trình quan trọng xung quanh như Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và nhiều trụ sở khác. Chủ đầu tư của dự án này là công ty cổ phần May Lê Trực. Nhà thầu thi công là công ty xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Đơn vị tư vấn thiết kế là công ty tư vấn Đại học Xây dựng. Tòa nhà mang tên Discovery Complex 2 với độ cao 18 tầng. Theo dự kiến thì dự án Discovery Complex 2 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2015.
Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết tòa nhà này đã xây không đúng quy định. Theo quy định, dự án được cấp phép xây dựng là 18 tầng cùng một tum. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã biến tum thành tầng. Trên báo chí và trên nhiều diễn đàn khác thì người dân cũng chia sẻ ý kiến không đồng tình vì theo quy hoạch tổng thể khu trung tâm thủ đô tối thiểu bán kính phải 1 km. Việc tiến hành quy hoạch phải rất chính xác, đồng thời phải đảm bảo đúng quy cách cũng như mỹ quan về kiến trúc. Ngay tại khu vực quảng trường Ba Đình có một công trình rất quan trọng, đó là tòa nhà Quốc hội, nhưng công trình này cũng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc tối cao là không được phép cao hơn lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quan sát bằng mắt thường thì khoảng cách tính theo đường chim bay từ nóc tòa nhà này tới khuôn viên lăng Bác khoảng 400 mét. Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Hai công nhân đang thi công đào móng công trình nhà hàng khách sạn du lịch Công đoàn Phú Yên thì bất ngờ bị nền móng cũ sập và vùi lấp. Theo thông tin ban đầu thì sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày hôm qua khi hai công nhân tên là Phê và Nhảy đang đào hố móng từ độ sâu 1,6 m xuống độ sâu 2,6 m. Ở khu vực này đất nền móng yếu và có nguy cơ sập nên hai công nhân dùng cây để đóng cừ, nhưng bất ngờ nền móng phía trên đã bị sập và đất đá vùi lấp cả hai người. Nạn nhân được xác định là anh Trương Công Phê ở Hòa An và ông Bùi Thanh Nhảy ở Phú Hòa cùng của tỉnh Phú Yên. Sau khi bị vùi lấp thì cả hai được các công nhân khác ứng cứu kịp thời đưa đi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thì hai công nhân trên nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ở trong đó thì nạn nhân Nhảy do được kéo lên sau nên chấn thương nặng hơn và hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch. Vào chiều tối ngày hôm qua 25 tháng 9, tại bến đò Duy Tân thuộc khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai người tử vong. Vào thời điểm trên thì trong lúc đang dùng thuyền máy để vận chuyển chuối qua sông Sepol thì anh Lê Phúc, sinh năm 1994, trú tại thôn Long Thuận, xã Tân Long, đã không may bị dòng nước dữ nhấn chìm. Lúc này thì nạn nhân nhảy xuống nước để kéo thuyền lại nhưng mà không may bị trượt chân ngã xuống dòng nước sâu khoảng 3 mét. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ nạn nhân thì lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã nhanh chóng lặn tìm. Tuy nhiên thì do dòng nước chảy xiết nên khoảng 30 phút sau mới đưa được nạn nhân lên bờ và tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu, nhưng mà anh Phúc đã tử vong. Vào chiều tối cùng ngày thì cháu Hồ Văn Đăng 6 tuổi, trú tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa đi tắm suối một mình do bị sẩy chân ở đoạn nước sâu nên cũng đã tử vong. Liên quan đến vụ việc 70 cá thể TT quý hiếm có nguy cơ chết tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Vườn Quốc gia Cúc Phương do vướng luật, trao đổi với phóng viên của VTC14 thì ông Trần Thế Liên là vụ trưởng vụ bảo tồn thiên nhiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết là đơn vị này đang nghiên cứu để đề xuất biện pháp xử lý vụ việc. Theo đó, ông Trần Thế Liên cho rằng nếu tiếp tục kéo dài thời gian nuôi nhốt sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của TT. Vì vậy, vụ bảo tồn thiên nhiên đang tìm giải pháp để sớm đưa TT về rừng, không để số TT được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã bị chết. Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương cũng đã kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội bổ sung vào Điều 79, khoản 1 Bộ Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2003 bảo quản vật chứng liên quan đến động vật hoang dã còn sống. Trong đó, đề nghị với những vật chứng là động vật hoang dã quý hiếm, sau khi bị bắt giữ cần được lập hồ sơ xác định tên loài, số lượng, lưu lại hình ảnh, rồi tiến hành tái thả về tự nhiên hoặc giao cho các cơ sở cứu hộ để chăm sóc trước khi đảm bảo điều kiện để tái thả lại tự nhiên. Cũng theo Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã, do thời gian lưu trữ TT quá lâu, không chỉ ảnh hưởng đến việc đưa TT trở lại môi trường tự nhiên, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc cứu hộ các loài động vật khác tại đây. Trong khi đó, do đặc thù loài TT tại Việt Nam chỉ ăn mối và kiến, chi phí thức ăn rất cao. Trên thực tế, điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm có hạn, không thể nuôi số lượng lớn động vật như vậy trong một thời gian dài. Có thể thấy là qua vụ việc này thì mâu thuẫn giữa thực tiễn các văn bản quản lý đang không chỉ ảnh hưởng với sự sống chết của hàng chục con TT quý hiếm. Và như chúng ta vẫn thấy thì các cơ quan quản lý luôn có câu trả lời rằng là cần phải chờ đợi để họ làm rõ. Tuy nhiên đến khi có thể làm rõ được một phần nào đó thì không rõ là những con TT đó còn sống được hay không. Ngoài những vấn đề bấp bênh về chuyện giá cả, thì lý do lớn nhất khiến cho nhiều nông dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là trồng lúa chính là những hệ lụy do thiên tai để lại.
Nhưng liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cho hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An diện tích đất lúa không thể sản xuất, buộc phải bỏ hoang ngày một nhiều hay không? Ghi nhận sau của phóng viên VTC14 sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn về thực trạng này. Đây là khu vực cánh đồng sản xuất của xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, với diện tích hơn 60 hectare, được chia khoáng cho 3 xóm, cơ cấu 1 năm 2 vụ. Theo lịch nông vụ, thì đây là thời điểm nông dân đang bắt đầu vào vụ thu hoạch hè thu. Thế nhưng hiện tại, ở đây vẫn đồng không mông quạnh. Đất nông nghiệp của Hưng Lợi á, thì nó nằm trong cái điều kiện là một cái vùng xấu trũng, là về mùa là lũ lụt, mà lại nắng hạn thì về mùa hè. Cho nên là cái thời tiết của nó là nó rất là khắc nghiệt. Dẫn đến sản xuất đông xuân thì cũng bình thường thôi, nhưng mà về sản xuất hè thu thì đến cái mùa sản xuất hè thu thì hoàn toàn là cái nước nối là phụ thuộc. Theo những người dân ở đây cho biết, trước đây người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng những năm gần đây đã có nhiều hộ dân bỏ đất. Một lý do đơn giản là không thể cải tạo được đất. Mùa khô thì hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, mùa mưa thì nước lũ nhấn chìm tất cả. Đặc biệt hơn, đây là khu vực ruộng đồng nằm ngoài đê, nên thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở và xâm nhập mặn. Càng khó khăn hơn, đất là sạt lở, mà có như là diện tích đất đai thì có như là vô cùng phức tạp, còn có như là thủy lợi là không có. Đường xá sản xuất này càng không có nữa, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Còn cái đấy thì khó khăn cực kỳ, còn đời sống của dân thì bấp bênh. Chứ còn đúng bấp bánh đúng ngàn cân treo sợi tóc hết, chứ còn trên thì nói thôi, chứ còn thực tế thì dân thì cực khổ đó, phải nói thực khổ từ bao đời nào. Thủy lợi thì không có, rồi phụ thuộc vào thiên nhiên, vì là ruộng thì có như gió đó là dân làm không đồng tình, là mánh mún, làm nơi thì bỏ, thành thế là không ổn định. Vì giao thông thủy lợi thì là cùng trên chính quyền nói chung cùng không quan tâm đến cái vùng này nữa. Không chỉ riêng huyện Hưng Nguyên mà hiện nay tình trạng đất bỏ hoang trong các mùa vụ diễn ra khá phổ biến, hầu hết là do khô hạn và ngập lũ. Chỉ tính riêng trong vụ hè thu năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có hơn 2.000 hectare đất nông nghiệp bị bỏ hoang. Cái Nghệ An nó lại càng có nhiều cái yếu tố nó cộng lại. Của khí hậu thời tiết thì là trong sản xuất nông nghiệp Nghệ An thì nó gặp rất nhiều khó khăn, khó lường và khó để mà bố trí cơ cấu mùa vụ như thế nào để nó thật an toàn là nó khó. Tất nhiên, theo nhiều chuyên gia nông nghiệp và môi trường, người dân không còn thiết tha với ruộng đồng, còn nhiều lý do khác. Nhưng dù là nguyên nhân gì, thì việc bỏ ruộng hoang cũng phản ánh sự cục của chính quyền địa phương trong tổ chức sản xuất, tổ chức mùa vụ. Vì rất nhiều nơi cũng thiên tai hạn hán, nhưng nông dân vẫn có thu hoạch, đất vẫn đẻ ra vàng. Trong thời gian vừa qua thì thời tiết tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, diễn biến khá phức tạp. Những đợt nắng nóng kéo dài và mưa bất thường diễn ra liên tục. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến cho dịch bệnh xuất hiện, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nuôi trồng thủy sản, vốn được coi là ngành kinh tế trọng điểm của địa phương này. Ghi nhận tại huyện Vạn Ninh, nơi những ngư dân nuôi tôm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông Ngô Minh Thơ ở xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh có 5 ao nuôi tôm lót bạt. Vụ 3 năm nay, ông mới chỉ đầu tư cho một ao nuôi, 4 ao còn lại bỏ không. Mùa tôm này, ông phải thu hẹp đầu tư chăm sóc vì sợ ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh như đầu năm vừa qua. Tuy nhiên, dù không chăn nuôi thủy sản, nhưng mỗi tháng ông vẫn phải tốn chi phí khoảng 1,5 triệu đồng tiền điện và nhân công lao động cho mỗi ao bỏ không. Ủ bệnh trong bản thân đó rồi, chẳng hạn như em ép, mình giữ được môi trường tốt thì nó có thể được 2 tháng, mà giữ môi trường xấu thì được 1 tháng rưỡi. Thì những người giữ tốt được 2 tháng nhưng mà cuối cùng vẫn cứ lỗ. Từ cuối năm 2014 đến nay, thời tiết tại Khánh Hòa diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài và những cơn mưa trái mùa làm cho tôm nuôi bị sốc nặng, bỏ ăn, sức đề kháng giảm và phát sinh dịch bệnh. Theo thống kê của trạm nuôi trồng thủy sản huyện Vạn Ninh, vụ 1 năm 2015, trong số hơn 60 hectare nuôi tôm lót bạt, trên địa bàn thì chỉ có khoảng 40% các ao nuôi thu được lợi nhuận. Diện tích còn lại đều bị thiệt hại do tôm chậm lớn và nhiễm bệnh gan tụy.
Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều hộ nuôi tôm ở Vạn Ninh không dám tiếp tục thả giống ở vụ 2 năm nay. Bà con vừa rồi là vụ 1 là thả là tôm là nó bị chết và nó chậm lớn, có khi là nuôi miết tới gần 4 tháng mà nó cũng không lớn. Vụ 2 thì do cái ảnh hưởng vụ 1 nên vụ 2 là bà con bỏ hồ rất nhiều, giang hồ rất nhiều. Lý do là cơ bản nhất sau khi là bị tôm không lớn, diện tích thì thả khoảng 20 hecta để bạt thôi, bà con bỏ hồ không có thả. Thì đầu năm tới giờ thì chủ yếu là hồi giờ nó xảy ra chủ yếu cái nguồn mà bị bệnh thì chủ yếu là cái tôm nó hiện giờ chết sớm, hiện tượng chết sớm. Đó. Thì nó xảy ra rất nhiều. Đa số là những người mà nuôi trên lót bạc á, nuôi tôm lót bạc thì họ là đa số là họ những là người nuôi tự phát. Có thể đất đó họ thuê hoặc đất họ mua. Theo các hộ nuôi, năm nay nuôi tôm quá khó do tôm bị bệnh liên tục. Trong khi đó, giá tôm lại liên tục giảm nên người dân ngại đầu tư thả giống. Những tháng cuối năm 2015, thời tiết được dự báo sẽ diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa với lượng mưa lớn gây ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, nhất là hoạt động nuôi tôm nước lợ. Sáng nay 26 tháng 9 thì hơn 64.000 ly sữa tương đương với số tiền là 400 triệu đồng đã được Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam trao tặng cho các trẻ em tại tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc trao tặng hàng chục nghìn ly sữa thì quỹ này còn trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng. Hiện Lâm Đồng là một trong những địa phương có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao trong cả nước. Chính vì vậy, nhân dịp Tết Trung thu năm nay thì chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình của mình. Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam thành lập năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cùng phối hợp với Vinamilk với mục đích hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Trong phần tiếp theo của chương trình, nghi phạm người nước ngoài bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hồi tháng trước đã thừa nhận là người đặt bom tại ngôi đền Erawan ở Bangkok, gây ra vụ nổ khiến 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua 17 mục tiêu phát triển bền vững nhằm chấm dứt đói nghèo, đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Một nhà thiết kế đồ họa người Anh đã dành 3 ngày sống lẫn cùng một đàn dê núi ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ với chân giả để có thể trải nghiệm việc di chuyển trên 4 chi của loài dê. Tối ngày hôm qua 25 tháng 9, thì cảnh sát Thái Lan đã xác nhận là Adem Kazadak, đối tượng bị bắt giữ vào hôm 29 tháng 8 do có liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok, chính là người đàn ông mặc áo vàng do camera an ninh ghi lại được tại hiện trường, và Adem thì cũng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom ở ngôi đền Erawan vào ngày 19 tháng 8. Cảnh sát Thái Lan cho biết thì Adem đã xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm được các bằng chứng. Và theo cảnh sát, đối tượng này sẽ phải đối mặt với một số cáo buộc và có thể phải lĩnh án tử hình. Trước đó, thì cảnh sát Thái Lan ngày 24 tháng 9 cho biết là nghi phạm Adem, hay còn được biết tên đến với một tên gọi khác là Bila Muhammad, bị bắt hồi cuối tháng trước, đã khai nhận là người đặt quả bom ở ngôi đền Erawan ở Bangkok vào hôm 17 tháng 8, gây ra vụ nổ làm 20 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương. Cảnh sát Thái Lan cũng sẽ yêu cầu đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ đánh bom, và công tác thực nghiệm dự kiến được tiến hành trong ngày hôm nay 26 tháng 9. Iran vừa đưa ra yêu cầu được tham gia vào cuộc điều tra của Ả Rập Xê Út về vụ dẫm đạp kinh hoàng khiến cho hơn 700 người thiệt mạng ở thánh địa Mecca. Nguyên nhân là bởi trong số các nạn nhân tử vong thì có khoảng 130 công nhân người Iran. Sau phiên họp nội các bất thường, Phó Tổng thống Iran Esa Jahangiri tuyên bố các nước như Iran nên có đại diện trong cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của thảm họa và tránh tái diễn trong tương lai. Iran cũng chỉ trích chính phủ Ả Rập Xê Út về sự điều hành yếu kém cũng như sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên an ninh có mặt vào thời điểm xảy ra thảm kịch. Cùng ngày, Tehran đã triệu tập đại diện lâm thời của Riyadh để yêu cầu Ả Rập Xê Út hợp tác trong việc đưa thi thể của các nạn nhân người Iran trong thảm kịch dẫm đạp ngày 24 tháng 9 về nước. Trong khi đó, chính quyền Iran đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối Ả Rập Xê Út. Các cộng đồng Hồi giáo nên yêu cầu mở các phiên tòa quốc tế để tìm xem điều gì đã xảy ra, tại sao lại để xảy ra một thảm kịch kinh hoàng như thế. Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm về tất cả.
Hiện 365 người hành hương Iran vẫn đang mất tích. Cũng trong ngày hôm qua, giới chức Pakistan xác nhận có 7 công dân nước này đã thiệt mạng, 6 người bị thương, 236 người mất tích. Ấn Độ có 14 công dân đã thiệt mạng, 13 người bị thương. Indonesia, nước có đông người Hồi giáo nhất thế giới, và Kenya cũng thông báo mỗi nước này có ít nhất 3 công dân thiệt mạng. Liên quan đến bê bối gian lận khí thải của hãng xe Đức Volkswagen, vào hôm 25 tháng 9, Bộ trưởng Giao thông Đức đã cho biết là nước này mới phát hiện khoảng 2,8 triệu xe ô tô của hãng Volkswagen tại nước này có sử dụng phần mềm khai gian lượng khí thải. Và trong khi đó, thì chính quyền Thụy Sĩ cũng đã ra lệnh cấm tạm thời việc mua bán các mẫu xe ô tô của hãng chạy bằng động cơ diesel có lắp đặt phần mềm gian lận khí thải. Theo Bộ trưởng Giao thông Đức, không chỉ các xe chở khách mà các dòng xe tiện ích nhỏ của Volkswagen cũng sử dụng phần mềm gian lận này. Ông khẳng định chính phủ Đức đã yêu cầu Volkswagen tiến hành sửa chữa sai phạm. Volkswagen đã thừa nhận gắn phần mềm gian lận khí thải cho khoảng 11 triệu xe chạy bằng diesel trên toàn cầu. Điều này sẽ gây ra thiệt hại lớn đối với hãng, nhất là khiến người tiêu dùng mất niềm tin vào các sản phẩm của Volkswagen. Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết, nước này sẽ kiểm tra tất cả các mẫu xe ô tô chạy bằng động cơ diesel sau khi xảy ra vụ bê bối của hãng sản xuất xe hơi hàng đầu của Đức liên quan đến tiêu chuẩn lượng khí thải. Trong khi đó, giới chức Ấn Độ cũng đang tiến hành cuộc điều tra nhằm vào các sản phẩm của hãng Volkswagen. Trong khi đó, chính quyền Thụy Sĩ ngày 25 tháng 9 đã ra lệnh cấm tạm thời việc mua bán các mẫu ô tô Volkswagen mới chạy bằng động cơ diesel có lắp đặt phần mềm gian lận khí thải. Cơ quan đường bộ Liên bang Thụy Sĩ cho biết, khoảng 180.000 xe ô tô hiệu Audi, Seat, Skoda và các nhãn mác khác của Volkswagen trong những năm 2009-2014 có thể bị ảnh hưởng vì vụ bê bối trên. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững đã diễn ra, bắt đầu khai mạc từ ngày hôm qua ở thủ đô New York của Mỹ với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng và trưởng đoàn đại biểu đến từ 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Và trong ngày làm việc đầu tiên thì các đại biểu đã thông qua chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030. Sau khi lắng nghe bài diễn văn của Giáo hoàng Francis, các đại biểu đã chính thức thông qua chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu năm 2030, bao gồm 17 mục tiêu đầy táo bạo nhằm đạt được 3 thành tựu phi thường, đó là chấm dứt đói nghèo, đấu tranh với tình trạng bất bình đẳng và vô luật pháp, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Chương trình nghị sự 2030 sẽ được chứng tỏ bằng hành động. Chúng ta cần hành động từ mọi người, từ mọi nơi. 17 mục tiêu phát triển bền vững là kim chỉ nam cho chúng ta. Chúng là danh sách những điều cần phải làm cho mọi người dân trên trái đất và là một dự thảo của thành công. Một trong những vấn đề quan trọng sẽ được nêu ra trong hội nghị lần này là cuộc khủng hoảng nhập cư trên toàn thế giới, đặc biệt là ở châu Âu. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc Liên Hợp Quốc kiên trì tạo hòa bình để đảm bảo sự thành công và giải quyết tận gốc vấn nạn di cư sang châu Âu. Điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thành công vẫn là hòa bình. Hàng triệu người đang buộc phải chạy trốn chiến tranh, khủng bố và bạo lực. Chưa bao giờ kể từ Thế chiến thứ hai, chúng ta cảm nhận nỗi khổ đau của người tị nạn. Nỗi khổ của họ càng trầm trọng hơn khi họ không nhìn thấy tương lai bởi sự tàn phá quê hương họ. Bất kỳ ai chứng kiến thảm cảnh của những người phải tha phương đều nhận thức được rằng thế giới của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng có. Và đến lúc chúng ta phải làm việc ở từng cấp khu vực, cấp quốc gia và toàn cầu để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong năm nay, Đức cho biết sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người nhập cư, phần lớn buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh và nghèo đói, tại các khu vực bất ổn ở Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. Xử lý rác thải trong thời gian gần đây ở Liban đang là một vấn đề cấp bách đối với chính phủ cũng như là người dân, khi mà lượng rác thải đang ngày một nhiều và được thải ra bừa bãi ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe của mọi người. Và để khắc phục tình trạng đó thì mới đây người dân Liban đã bắt đầu sử dụng Internet và smartphone nhằm thúc đẩy việc xử lý rác. Ứng dụng này có tên gọi là Plan 125, được cài đặt sẵn trên các thiết bị điện thoại di động của người dùng. Với phần mềm này, người dân có thể chụp ảnh và đăng những bức hình liên quan đến tình trạng rác thải lên một trang web riêng mà không cần phải trực tiếp đến các cơ sở địa phương phản ánh. Theo đó, các quan chức trong từng vùng cũng có thể cập nhật tình hình một cách nhanh nhất, đồng thời phát hiện được những hành vi gây ô nhiễm môi trường và có những biện pháp xử lý kịp thời nhất.
Ý tưởng của ứng dụng này được sinh ra khi người dân đang phải đối mặt với rác thải chất đống. Rất nhiều cơ sở hạ tầng cũng đã đi xuống, do không một ai có ý thức bảo vệ môi trường. Những sáng kiến này được áp dụng rất rộng rãi và nhận được sự ủng hộ từ phía đông đảo người dân. Hiện tại, chính quyền Liban cũng đang tiếp tục phát triển dự án này trên phạm vi cả nước với hy vọng cải thiện môi trường sống. Dòng người nhập cư ồ ạt tràn vào đất nước của những vị thần đang trở thành một mối lo ngại lớn cho Hy Lạp nói riêng và châu Âu nói chung. Số người di cư được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ vào cảng Piraeus của Hy Lạp trong những ngày qua đã không ngừng tăng lên và họ thì đang đưa ra những yêu cầu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giới chức Hy Lạp cho biết, chỉ tính riêng ngày 25 tháng 9, một tàu chở 2.500 người nhập cư đã cập bến cảng của nước này, đa số đến từ các quốc gia Afghanistan và Syria. Hàng ngàn người đang phải sống một cuộc sống tạm bợ. Họ đang vội vã để có thể bắt kịp chuyến xe buýt trở về trung tâm của Athens với hy vọng sẽ bước tiếp trên cuộc hành trình đầy thử thách. Chúng tôi đã buộc phải rời bỏ quê hương của mình để đến một nơi tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã phải đến Iran và sau đó là đến đây, nhưng chúng tôi thực sự không muốn ở lại đây. Trong đó, rất nhiều người đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đánh đuổi trong lúc vượt biên để đến được cửa ngõ Hy Lạp. Làm ơn hãy đối xử với chúng tôi giống như một con người. Thực trạng này đã đẩy Hy Lạp vào một hoàn cảnh hết sức khó khăn trong bối cảnh đang gặp nhiều vấn đề về tài chính. Thomas Goetis là một nhà thiết kế đồ họa người Anh. Do quá chán nản với thế giới con người và anh đã quyết định tạm rời xa thành phố lên núi Alper để trải nghiệm cảm giác mới lạ. Và đặc biệt hơn là anh đã dành 3 ngày để sống chung với đàn dê và tìm hiểu về cuộc sống của loài động vật này. Để có trải nghiệm như một con dê đích thực, Thomas thậm chí còn lắp thêm chân giả để di chuyển bằng 4 chi hay mang một dạ dày giả để ăn và tiêu hóa cỏ. Mục tiêu của tôi là nghỉ xả hơi, trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới. Sau khi đã quá mệt mỏi với những lo toan thường ngày của một con người bình thường, đó là cảm giác luôn phải cảnh giác cao độ, luôn nuối tiếc quá khứ và lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, công cuộc hòa nhập vào đàn dê của anh cũng không phải là điều dễ dàng. Tôi đi cùng đàn dê được một vài km thì chúng bắt đầu di chuyển xuống chân một ngọn núi đá, khiến tôi không thể theo kịp. Không khí lúc đó trở nên bụi mù. Tôi thường phải dành cả ngày để đuổi theo đàn và cuối cùng cũng tìm ra nơi trú ẩn mới của chúng ở một bãi cỏ khá đẹp. Điều khó khăn nhất trong hành trình là lao xuống dốc của ngọn núi đá do tôi liên tục bị va vào đá. Sau khi trải nghiệm cuộc sống thú vị này, Thomas hiện đang viết một cuốn sách về sự trải nghiệm độc đáo trong những ngày anh trải nghiệm và sống cùng đàn dê của mình. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.